sữa rửa mặt init free trà xanh là một trong những dòng sản phẩm mới nhất được giới thiệu bởi nhà init free nổi tiếng hiện nay ngay từ khi ra mắt sữa rửa mặt init free trà xanh đã nhận được sự quan tâm của nhiều chị em bởi thiết kế sang trọng đẹp mắt và được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm uy tín với đa công dụng để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ nói chi tiết về sản phẩm sữa rửa mặt init free trà xanh trong video để bạn có lựa chọn tốt nhất cho mình nhé Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sữa rửa mặt Innisfree Free trà xanh cũng giống như tất cả các sản phẩm khác của hãng đều hướng đến là dòng mỹ phẩm thiên nhiên với thành phần an toàn lành tính cho da. Trong sữa rửa mặt Innit Free trà xanh có chiết xuất 88% từ lá trà xanh tự nhiên, giàu độ ẩm và các thành phần chống oxy hóa, giúp làm sạch bụi bẩn và các tạp chất trên da, hút nhờn và ngăn ngừa những dấu hiệu làm lão hóa da. Đồng thời giúp loại bỏ nhẹ nhàng lớp trang điểm, cho làn da tươi mới, tạo cảm giác thư giãn đầy sức sống cho làn da bị khô căng, không gây nhờn dính sau khi sử dụng bạn nhé kết hợp với thành phần titanium dioxide thì sau khi thẩm thấu vào da sẽ tạo nên một lớp màng chắn giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của tia cực tím và ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, trong bảng thành phần của sữa rửa mặt Init In Free, trà xanh còn có một số hoạt chất như aqua và các thành phần lành tính giúp da sạch sâu và hiệu quả. Được biết là dòng sản phẩm có nguồn gốc từ tinh chất trà xanh, giúp làm sạch da hiệu quả mà không gây khô da nên loại này phù hợp và phát huy tối đa công dụng với một số loại da như là da dầu, da hỗn hợp, da hỗn hợp dầu, da bị kích ứng với ô nhiễm môi trường. Vì vậy tùy theo tình trạng da mà bạn nên lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mình nhé. Sữa rửa mặt Innisfree hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Innisfree hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.